lên lên nhà tắm lên đồ để đi chơi. Định đi chơi hả? Chưa ở nhà mình hết trời. Về em đi uống cà phê em ngồi mình. Nói là thế, nhưng trưa hôm ấy, Lena đã không đi cà phê một mình. Trong khi đó, Tường Vi cũng vừa đến. Lên kia ngồi với chị một xíu. Chị ạ? Hai đứa mình cũng có những cái bất đồng với nhau đúng không? Em có cảm thấy vậy không? Thì có nghĩa là chị muốn hai đứa mình có một lần để nói chuyện rõ ràng với nhau, mà tất cả những người khác đó đều nghĩ là em đang diễn, em không có thật trong chương trình này. Ban tổ chức cái phỏng vấn chị là hỏi rằng là chị với em xung đột với nhau có phải là vì thích một người hay không. Này là gì? Trước đó thì em với Xuân Nghị cũng có thích nhau. Trước khi vô nhà chung này Nghị với em quen nhau. Thì chị không có nghĩ là vì lý do đó mà hai chị em mình có những bất đồng. Chị giận em trước mà. Đâu phải em giận chị đâu. Mà sao tự nhiên nói chị là người giận em mà. Nhưng mà có lửa mới có khói chứ. Hôm nay nó nói với em đi mua trà sữa. Em hỏi là trà sữa ở Nguyễn Thị Thập là gần không? Na nó gần, nhưng mà thực chất là rất xa. 390 Nguyễn Thị Thập. Gần không? Gần. Vậy từ 6 giờ. Không. Em không hiểu là Na cố tình hay là Na suy nghĩ như thế nào luôn á. Na đâu cần phải diễn như vậy. Nhưng mà đâu phải em không biết lỗi, em vẫn xin lỗi chị mà. Chị nói là ok, chị không có vấn đề gì với em cả. Đúng, chị nói chị không có vấn đề gì với em cả. Xong rồi đến trưa anh Thông mới nói chuyện với em. Ừ, anh Thông nói gì với em? Nhà có biến nên anh về. Khi đó em đã xin lỗi chị rồi. Chị không biết là anh Thông nói những gì với em. Anh Thông chỉ nói duy nhất một câu đó thôi. Nhưng mà anh Thông không liên quan gì giữa chuyện chị với em hết á. Đúng, nhưng mà nhà ổng không có cái gì để tư cách gì để ổng ra ổng đứng giải hòa giữa hai đứa mình, trong khi là hai đứa mình. Nhưng mà ngay lúc đó là em với chị vừa xảy ra chuyện xong, ổng về ổng cũng không giải quyết được cái gì. Thì đó thôi. Sơ hai bạn phải tập sáng giờ thời gian nhiều nhất. Em ăn gì chưa? Vừa ăn gì chưa? Em ăn rồi. Em chưa ăn hả? Thì có hả? Tội giờ. Nãy giờ với em với Na thì đang ngồi nói chuyện nhỏ với nhau. Vụ gì? Bởi vì trong thời gian vừa qua thì hai đứa cũng có nhiều bất đồng. Thôi, em không biết là ở trong nhà thì em không biết là nguyên nhân không từ phải. Đâu. Theo em nghĩ gì nè, nếu như mà để bất đồng á thì kiếm một cái lý do chính đáng hơn. Còn cái lý do này á, em thấy nó rất là bình thường. Nói chung là nó nhỏ lắm, nó không đáng để mà nè, mình phải xích mích. Em hiểu không? Không phải chỉ lý do này. Nhưng mà những cái thái độ của em, những cái biểu hiện của em thì chị đủ biết. Nè, bây giờ chị nói thật nha. Chị nói thẳng ra suy nghĩ của chị luôn. Chị không phải là một con người mà phải tự nhiên dựng lên tất cả. Đó là những cảm nhận về những cái hành động của em, những lời nói của em tuôn ra. Thì chị cảm nhận là em thực sự là chưa có chưa chưa
em thật sự là có cái vấn đề gì đó với chị. Em không thích chị hay là một cái lý do nào đó? Cái vấn đề á mà em không thích chị á, chỉ đơn giản là ở một chỗ, là cái buổi sáng đó thôi. Chỉ một mình cái buổi sáng đó thôi. Với lại cái thứ hai là chuyện của anh Thông. Em không biết là chị với anh chị có kể cho anh Thông nghe cái gì không. Cái anh Thông mới nói một câu, chị Vi nói với anh nhà có biến nên anh về. Trời. Sau đó em còn nhắn tin lại một câu như vậy nè: chắc là chị Vi còn giận em chuyện hồi sáng, thôi anh về chơi với mọi người và chị Vi đi. Khi em nhắn tin xong câu đó em rất là buồn, em sợ đó. Em giận em mất hôn lắm. Em giận em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em sợ em về nhà mọi người ăn tiệc sẽ không vui. Em cố gắng 8 giờ em mới về. Thôi anh để bọn em giải quyết. Thôi được rồi. Nè, nếu như mà muốn làm rõ ràng mọi việc á, chị nghĩ anh Thông không có quyền gì mà xen vô chuyện giữa chị và em hết. Nhưng khi em đang ở vị trí là một người có lỗi, em nghe như vậy em cảm thấy rất là buồn. Ừ, tại sao mà cái chuyện không có quá đáng mà tự nhiên phải nói như vậy thành quá đáng. Chị Vi nói nhà có biến nên anh về. Anh nghĩ là mỗi người nhịn nhau một tiếng, và cái chuyện qua rồi thì mình cho nó qua đi. Mình nghĩ tới những ngày tiếp theo là mình còn đụng mặt nhau này nọ, và mình đang ở chung một nhà, cho nên là anh nghĩ là thôi chị em bắt tay làm quà đi. Chuyện cũ mình coi như là xí xóa bỏ qua hết nha. Ok không Vi? Ok không? Không có gì nữa. Hai chị em ôm nhau cái coi. Không giận nữa. Na thì em thấy là một người rất khó hiểu. Có lúc Na rất là dễ thương, rất vô tư. Vô tư đến mức mà mình tưởng tượng là đến mức mà ngây ngô luôn. Có lúc thì nhìn Na rất là giả tạo. Để mà tin tưởng một người như Na, để có thể tâm sự với Na tất cả mọi thứ như là em tâm sự với Thương, để chân thành với Na, để xem Na như là một người bạn thân, hay là để gần gũi hơn với Na, thì cái điều đó nó khó lắm. Mình không biết Na là người như thế nào. Bởi vì những lúc mình thấy cô bé này thật, những lúc cô bé này diễn, những lúc cô bé này giả tạo, có nghĩa là con người này là một ẩn số. Thật sự nếu mà em nói Na giả tạo thì em sợ là em sẽ nói sai về Na. Mà nếu như em nói Na là một người tốt thì em cũng sợ em nói sai về Na luôn.